Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay và sang năm mới rồi thì chúc các bạn có một năm mới rực rỡ năm cũ, nuôi được nhiều con hơn và biết được về nhiều con hơn. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn về một loài rồng mới, là con lợn này, nhưng mà cũng giới thiệu một con rồng đó. Thì con này nó cùng họ với là bọn sai phin này rồi ký tôm các kiểu, nhưng mà con này nó là loại rồng lớn thứ hai thì sau sai phin, đó chính là một con rồng thứ thiệt luôn. Bây giờ các bạn, mình sẽ cho các bạn xem con rồng ấy trông như thế nào nha. Đó chính là sai phin đâu đó chính là Green Dragon. Ok, bây giờ bắt đầu nhá. Rồi, trên tay tôi đang là Green Dragon. Con này có một cái đặc điểm cực kỳ hay, đó chính là nó có thể bành mang ra để dọa kẻ thù. Mang to, rất là to luôn. Đó, đây này, các bạn có thể thấy nó bành mang ra rất là to, rất là đẹp, trông y hệt một con khủng long gì đấy ở thời cổ đại. Con khủng long gì quên mẹ tên này, để cho tôi sẽ tìm lại để cho các bạn biết. Đó, nó bành mang ra này để nó dọa kẻ thù rất là đẹp. Và con này có những cái lúc mà nó sợ hãi nó có thể chạy hai chân cực kỳ nhanh luôn. Thì Green Dragon ấy thì có hai loại, đó chính là loại của Úc và loại của New Zealand. Thì như các bạn đã biết thì Úc nó cực kỳ gọi là bảo vệ động vật hoang dã và không cho xuất, không nên xuất bất kỳ con gì sang bên nước ngoài cả. Cho nên là chúng ta chỉ có thể chơi được các bọn ở New Zealand thôi. Đấy chính là con ở New Zealand. Bọn ở Úc ấy thì khi mắc sai nó sẽ đạt được khoảng tầm 1 mét gì đấy. Nhưng mà bọn New Zealand thì mắc sai thì khoảng tầm 70 gì đấy thôi, cũng là bé hơn rất là nhiều, bằng 2/3 của bọn Úc. Và ở Úc trông đẹp hơn, nói chung là bọn ở Úc thì trông nó có quá nhiều thứ hơn. Nhưng vấn đề là chúng ta không thể nào mua được, bởi vì không có hàng luôn. Nên cho nên chúng ta sẽ bồi hồi chấp nhận để chơi con New Zealand này. Đây nhìn nó bành mang này. Con này lúc nào mà sợ hãi để dọa kẻ thù này thì nó sẽ bành mang ra như thế này. Và nó há hốc mồm ra để nó dọa, trông như một đóa hoa luôn. Đấy. Thì như con này thì được trên thế giới biết đến và nuôi nhốt từ những năm 90 của thế kỷ trước, cũng khá là lâu rồi. Khi mà mới bắt đầu bắt bọn này về để nuôi cho nuôi sinh sản ấy, thì những con lớn bắt về nó rất dễ bị stress, bọn bò sát mà, những con lớn khi bắt về cực kỳ dễ stress luôn. Và mãi sau đó vài năm thì mới ra đời được F1, F2 thì nó mới bắt đầu có hàng baby để cho bán lại cho mọi người chơi. Thì nếu mà nuôi từ baby lên thì cực kỳ dễ, bởi vì nó không sợ người đã rồi, mà đến đời F2 nữa thì càng không sợ người. Chứ như đầu tiên mà khi mà các nhà lai tạo, các nhà nhân giống ấy, người ta lấy về để mà nuôi sinh sản bọn này thì bị chết khá là nhiều, bởi vì là do bọn nó stress cực nặng và đôi khi bỏ ăn và có các bệnh từ ngoài thiên nhiên nữa, từ các ký sinh rồi các cái loại bệnh này từ ngoài thiên nhiên. Và bây giờ chúng ta có thể thoải mái yên tâm mà mua bọn này về chơi rồi, không lo bệnh tật gì cả. Ôi đấy, năm con lợn cũng có khác, nhìn mẹ béo như con lợn luôn, nhìn người tròn xoe các bạn này đó. Và con này cực kỳ hiền lành luôn, các bạn có thể nhìn thấy này. Đôi khi là nó chúng sợ cái gì đấy thì chúng sẽ bành mang ra thôi, còn bình thường thì rất là hiền lành, không chúng không phải kiểu như là chúng khi mà nuôi nhốt ở nhà thì chúng gặp chúng ta thì không phải sợ sệt gì cả, như này chúng ấy không bành mang ra để dọa dẫm gì cả, rất là thoải mái. Đấy, đứng ở trên tay không chạy không nhảy gì cả. Ơ thì bạn vừa nói xong, cụ mày bọn này thì có tuổi thọ khoảng tầm 10 năm đối với con đực, còn những con cái thì sẽ tuổi thọ ít hơn, bởi vì là do sự căng thẳng và là mất sức ở trong cái quá trình sinh nở của chúng, thì con cái nó sẽ là có tuổi thọ thấp hơn một tí, khoảng tầm chỉ bằng 2/3 được thôi. Và nuôi bọn này thì tôi khuyên các bạn là nên dùng cái chuồng theo chiều thẳng đứng hoặc là hơi rộng một tí, nhưng mà không nên dùng chuồng ngang, vì bọn này cũng có xu hướng trèo cây và mọi số các kiểu, cho nên là các bạn nên nuôi chuồng hơi cao một tí và rộng, chứ đừng có ngang hẳn quá và thấp quá thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và tốt nhất là cái kiểu
nó có vài chỗ để nó trốn, nó rậm rạp một tí. Thì để bọn chúng cảm thấy thoải mái và an toàn nhất, không bị sợ chết, vì bọn nó cực kỳ sợ như kiểu này. Ví dụ như là nhốt ở trong một cái lồng kính trống trơn, chả có gì để trốn, mà bên ngoài một đống người khổng lồ cứ nhìn vào, nó sẽ bị sợ chết rất là căng thẳng. Đấy là dễ bị sợ chết thì nó sẽ yếu hơn và ăn kém hơn, rồi nói chung là nhiều hệ lụy lắm các bạn. Tốt nhất là nên làm một cái chuồng cao cao và rậm rạp một tí cho nó. Trong chuồng này thì các bạn nên để một cái khúc cây lớn lớn một chút để chúng có thể bám cả người vào, để nằm cái khúc cây đấy để làm điểm sưởi cho nó. Thì nhiệt độ điểm sưởi chúng cần vào khoảng tầm 45 độ thì đó, khá là nóng, nhưng đấy chỉ là điểm sưởi thôi nha. Và trên mặt cái phần từ đèn nó chiếu thẳng xuống ấy thì nên để thoáng một chút, không nên để cây cối rậm rạp đoạn đấy, bởi vì nó dễ bị nóng quá và nó sẽ cháy chảy cái cây giống cái đồ trang trí linh tinh đấy. Thì riêng cái điểm sưởi đấy các bạn để thoáng thoáng một chút để chúng có thể nằm đấy sưởi, các bạn thoải mái yên tâm. Và nhiệt độ điểm sưởi nó cao như thế thôi, là 45 độ, nhưng mà cái nhiệt độ xung quanh ấy thì các bạn nên nhưng mà để cái chuồng nó thoáng một chút thì cái điểm sưởi nó sẽ gọi là nóng ở ngay cái điểm sưởi đấy, nhưng mà cái nhiệt độ xung quanh ấy thì đó chỉ cần khoảng tầm 30-32 độ gì đấy thôi, đừng có nóng quá bi quá thì nó sẽ rất là dễ chết. Cho nên các bạn nên dùng chuồng hai bên là có lưới hoặc là nắp lưới, thì cái không khí nó sẽ bay, nhiệt độ không khí nó sẽ gì nhỉ, có lẽ không khí nó sẽ bay, không khí nóng bay ra được, thì nó sẽ không bị bí quá, không bị nóng quá ở xung quanh chuồng, chỉ có mỗi nhiệt độ cái điểm sưởi là cao thôi. Và khi mà đêm xuống ấy thì nhiệt độ ban đêm nó sẽ rơi vào khoảng tầm 26 độ gì đấy, nhưng mà xung quanh đấy như là chênh lệch vài độ thì không ảnh hưởng gì, nhưng mà đừng để lạnh quá, nếu không thì nó cũng rất dễ bị bệnh tật này kia, nói chung là khá là nguy hiểm. Cho nên là nên nuôi con này thì các bạn nên chuẩn bị đủ ba loại đèn như các con dòng khác, đó chính là đèn UVA này để sưởi ấm cho nó, để lắp vào chỗ điểm sưởi. UVB là để chúng ta tổng hợp canxi vitamin từ B3 trong thức ăn. Và các bạn nên chuẩn bị thêm một cái đèn sưởi đêm nữa, bởi vì là ở Việt Nam mình ấy, nhất là miền Bắc, nhiệt độ đêm xuống rất là lạnh, bởi vì đây bây giờ nhiệt độ ngoài trời đang là tầm 12-13 độ gì đấy, thì trong nhà khoảng tầm 18-20 độ gì đấy, chung là cũng nên có một cái đèn sưởi đêm đấy để cho bọn chúng có thể có được nhiệt độ phù hợp nhất để phát triển. Về lót này cho chúng thì các bạn có thể dùng lót vỏ gỗ thông cũng được, và theo như tốt nhất mà tôi khuyến cáo là nên lót bằng sơ dừa này, trộn với một ít cát này, và trộn với cả đất hữu cơ trồng cây ấy. Và có thể trộn thêm cái vỏ, có thể rắc vỏ thông bên trên hoặc là trộn thêm vỏ thông cũng được. Thì cái chất đất nền đấy nó không tơi quá, nó không bị bụi quá, nó rất là tơi xốp và nó giữ ẩm rất là tốt cho những cái con như thế này. Nên là tôi khuyên các bạn là nên dùng cái hỗn hợp chất nền như thế, thì nó sẽ gọi là được yêu cầu về độ ẩm và các thứ nó sẽ là đạt được tối ưu nhất, sẽ là cực kỳ thích hợp để dành cho nuôi bọn này. Và cái vấn đề thức ăn của bọn này ấy, thì bọn này cũng giống như các con thằn lằn khác, là bọn nó ăn các loại côn trùng, sâu, dế, rán, giun, rồi các thể loại côn trùng. Thì các bạn nên tìm nguồn thức ăn mà gọi là an toàn, tốt nhất là không nên bắt các con sâu, dế, rán, linh tinh ở trong tự nhiên, vì trong tự nhiên cực kỳ nhiều ký sinh luôn. Các bạn có thể đi mua sâu với dế hàng, các thằng chim này, hoặc là mua rán dubia cho ăn này, hoặc là các loại sâu, các loại giun gì đấy mà người ta bán để cho ăn. Đôi khi các bạn có thể là bổ sung chuột pinky cho nó ăn, nhưng mà cái đấy tốt nhất là không nên lạm dụng quá, bởi vì rất dễ bị kiểu như tuổi thọ nó sẽ bị giảm rất là nhanh, nó rất dễ bị chết, bởi vì là cái nguồn đạm ở trong pinky quá nhiều để cho chúng có thể xử lý được. Cho nên thỉnh thoảng bắt vào 1-2 tháng cho một lần thôi, cho một con nhỏ nhỏ thôi, để chúng có thể bổ sung đạm biết thì có thể lớn nhanh hơn. Con này thì thỉnh thoảng tôi cũng thấy bọn nó ăn rau, cũng giống như là con kỳ tôm ấy. Kỳ tôm thì có vài con nó cũng có ăn thêm hoa quả và rau lạ vãi, nhưng mà có thể nó cũng có ăn chứ không phải là không, cũng gọi là ăn tạp. Nhưng mà
nhưng mà số lượng mà bọn này nó ăn rau thì cực kỳ ít, nên là nếu mà các bạn bổ sung được rau thì tốt. Về nước và độ ẩm của bọn này ấy, thì bọn này nó phát triển rất mạnh trong mùa mưa ở ngoài tự nhiên ấy. Cho nên là cái nhiệt độ, cái độ ẩm yêu cầu của nó là khoảng tầm 70% trở lên, có nghĩa là khá là nhiều ẩm ấy. Thì các bạn có thể thỉnh thoảng xịt ẩm cho bọn chúng này và chuẩn bị một cái đĩa nước thấp thấp một chút để trong chuồng này, giữa chuồng, để chúng có thể nhảy vào đấy uống nước và ngâm mình trong đấy, và đôi khi là còn bổ sung thêm ẩm nếu mà đèn chiếu xuống là nóng thì nước nó sẽ bay hơi lên. Đó, đây là cách bổ sung ẩm tốt nhất và dành cho sự thoải mái nhất dành cho con Frim này. Đấy, bệnh mang. Hầu vậy đấy. Úi tội con này sao đéo mảnh man. Rồi, như các bạn đã biết thì con Frim này có cái đặc điểm đẹp nhất của nó là cái mang này. Nhưng mà ấy, bọn chúng chỉ bệnh mang khi mà quá sợ hãi và phải dọa đối phương. Cực kỳ sợ ở đây luôn. Bất kỳ con gì gặp con Tegu đều sợ cả. Bởi nó sẽ, đôi khi mà chúng tức giận rồi ấy, chúng sẽ bành mang rất là to và hốc mồm ra, và đôi khi là tiếng rít, tiếng khè nó. Và đôi khi chúng sẽ tấn công vào chúng ta. Cho nên là các bạn nên làm cho nó cảm thấy thoải mái nhất, không bị sợ chết, không bị chèn ép vào góc tường hay không sợ quá thì chúng sẽ không có những cái biểu hiện như vậy. Mặc dù những cái biểu hiện như vậy thì cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt và chung là ai cũng thích có thể quay được những cái biểu hiện như vậy của con Frim. Nhưng mà cái về tổng thể thì điều đó là không nên, bởi vì là cái đấy cũng không tốt cho sức khỏe của chúng, bởi vì là sợ chết nhiều, con người sợ chết nhiều cũng dễ chết, không nói gì là con vật. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn về một loài rồng, đó chính là Frim nữa con. Và con này trông y hệt một loài khủng long ở thời cổ đại luôn. Loài A chưa giới thiệu cho các bạn, loài này hiện là Việt Nam Garden đang còn 2 con thì phải, giá khoảng tầm 3 triệu thì phải một con. Bạn nào thích thì có thể qua múc ngay không kéo hết, vì con này cũng khá là đỉnh, khá là lạ. Và so với các con thông thường mà mọi người gặp trong giới chơi bò sát thì con này cũng khá là ít người nuôi, khá là lạ, cũng khá là đẹp. Cho nên là bạn nào mà thích thì có thể qua Vietpet quất luôn cũng được. Đó, các bạn nhìn thấy mang nó bành ra như này. À, các bạn là có cảm nhận gì và suy nghĩ gì về con Frim này thì có thể comment bên dưới cho tôi biết nha. Và trong năm mới thì tôi sẽ cố gắng để review thêm một cơ số con và set up chuồng rồi đủ các thể loại cho các con vật khác nữa, để các bạn sẽ có thể theo dõi và tìm hiểu. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Chào tạm biệt.